Em xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho các bé một cái bản mạch. Thì cái bản mạch này ở rất là lâu rồi, các bé rất là thích cái bản mạch này tại vì nó có thể chịu được những cái dàn có công suất lớn này, cũng như là nó sẽ hỗ trợ cho các bé làm có cái dàn mà cấu hình loa từ bass 50 á. Thì ngày hôm nay em lên cái bản mạch này, nó sẽ là một bass, một chung và một chép. Thì các bác nào mà có sử dụng hai chép giấy hoặc là hai chép đơm thì các bác cũng có thể sử dụng được cái bản mạch phân tầng này. Thì đây, trên tên là cái bản mạch phân tầng BA3T, một bass, một chung và một chép. Thì cái bản mạch này khi các bác cầm vào nó cũng rất là nặng, những cái phụ kiện trên đây nè cũng như là những cái mối hen, thì từ nhà máy mà nó về cái chất lượng của nó thì không phải bàn rồi. Những cái con tụ trên đây, đây em sẽ show từng cái con tụ cho các bác có thể nhìn kỹ rõ hơn. Đây, những con tụ đen và những cái con trở sứ này. Và đây là cái nơi để tản nhiệt của cái bản mạch phân tầng. Những cái cuộn đồng nè được quấn rất là đẹp. Và trên mạch thì em rất thích cái bản mạch này tại vì có những cái cọc nhúng thay vì những cái mối hàng mà phải hàng dây. Thì các bác sử dụng những cái bản mạch phân tầng này các bác chỉ cần kẹp dây vào thôi là cũng có thể sử dụng được mà không cần phải hàng, không cần phải cầu kỳ. Thì có một số bác ở nhà không có máy hàng thì khó để làm được để hàng dây, thì cái bản mạch phân tầng này thì nó rất là tiện lợi ở chỗ đó. Đấy, thì trên mạch sẽ có những cái đường ký hiệu như là W nè, đây là đường bass, thì trừ là âm và cộng là dương, nó có ký hiệu đỏ đen ở đây luôn. Đấy, và T là cái đường chép. Đây vẫn có những cái ký hiệu để cho các bé có thể rõ ràng để sử dụng hơn. Đây, đường in là đường sẽ vào cọc loa, vào cái thùng loa của mình hoặc là vào âm ly. Đường M này sẽ là đường median, là đường chung. Đấy, một bát, một chung và một chép. Thì các bé có thể sử dụng luôn tận hai chép cũng như là hai chép giấy nè, hoặc là sử dụng hai chép đơn đều có thể sử dụng được. Đấy, những cái cuộn đồng nhìn rất là đẹp. Và đây, tiện thể em cũng sẽ đo luôn kích thước của cái bản mạch phân tầng này để cho các bác có thể về để tham khảo thêm, để xem cái lắp vào cái thùng loa của mình có vừa hay không á. Đây, thì cái chiều dài của cái bản mạch này sẽ tầm 17,5. Và chiều ngang sẽ là 12,5. Đấy, thì phân tầng BA3T, thì các bác nào mà chơi những cái bản mạch phân tầng này, những cái dàn công suất lớn á, thì không thể nào mà không biết cái bản mạch này rất là chất lượng. Về những cái con tụ nè, những cuộn đồng, những cái trợ sứ, thấy cầm trên tay nó rất là chắc chắn. Đấy, thì một cặp của nó cũng sẽ rơi tầm khoảng 3 kg. Thì vừa rồi em cũng giới thiệu cho các bác một cái bản mạch phân tầng 3 đường tiếng, một bass và một chung và một chép, sử dụng tốt cho bass 50 đổ về, hoặc là những cái loa, những cái cấu hình loa mà sử dụng những cái loa sự kiện nè, đèn sân khấu hoặc là những cái loa có công suất lớn, thì các bác cũng có thể tham khảo thêm cái mẫu này. Thì cái giá của sản phẩm này sẽ là 1.010.000 cho một cặp. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là sẽ tặng cho các bác những cái đoạn dây của Hitachi để cho các bác có thể về để đấu vào cái cấu hình loa của mình thôi là có thể sử dụng được. Hoặc là các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935980281, đó cũng là số Zalo của em. Hoặc là các bác hãy đến địa chỉ trực tiếp để xem kỹ hơn, ở địa chỉ là 134/26 đường Nguyễn Thạch, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến mình sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.